Vân này phải không? Mai cho những sinh là Vân này. Không Vân bảo. Lần đầu tiên mình ăn cái bánh này các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nhé. Mới có nhiều sức khỏe, sống lâu với con cháu. Có còn là cái này là lộc đầu xuân. Hớp một hớp bia cái là dính liền à? Ừ.